ZX205 nha anh em. Máy ghi niêm thì thầm nha. Quang sẽ chạy thử một vòng chiếc xe này cho cả nhà tham khảo nha. Let's go thôi mọi người. Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Trước mắt anh em đây là một cặp xe nha. Quay ZX đời 205. Máy ghim. Đầu lòng ghim anh em. Chiếc này cả hai xe máy im thì thầm, đi đầm nhẹ chắc hơi. Cả nhà xem video nhớ cho Quang xin một lượt đăng ký nha. Đăng ký để theo dõi không bỏ lỡ kỳ video mới nào nha anh em. Chiếc ZX này thì áo ghim theo xe nha mọi người. Áo còn khá đẹp và liền lạc nha anh em. Sẵn đây Quang quay đáp cho anh em xem. 05 nè. Áo bên trong ngủ còn đẹp lắm nha mọi người. Mặt nạ đây. 05 nha anh em. Lắp hộp này. 05. Yếm 05 nha mọi người. Rồi quay đắt về cho anh em xem.
gì cũng không nằm nha anh em. Chiếc này hôm qua Quang lên sóng cho anh em rồi, hôm nay Quang bung ra quay bên trong cho anh em xem chi tiết hơn nha. Nhiều anh em cũng yêu cầu Quang mở áp xe ra để quay mọi người, thì có thời gian rảnh rỗi Quang sẽ mở cho anh em xem. Ốc chưa ra nè, cái ngón à. Sườn xanh chành luôn nha, sườn rất là đẹp thế này. Ốc bên xăng lớn chưa ra nè. Sườn đẹp chưa mọi người. Bô nè. Ghi hết cho anh em. Đây, mở ra xì quay được đầu lòng cho anh em xem. Gòn xanh chành nè. Để hồi qua kia quay dễ hơn. Ốc chơ máy. Máy im chó thở luôn mọi người. Ốc cho đạp nha, ốc bắt chân. Xe này ốc cũng đều anh em. Sườn xanh tới dưới luôn. Đầu hắt với anh nha. Hơi nha em. Máy quá im. Đây góc Trà Vinh nha anh em. Góc 84 Trà Vinh nha. Mitsuba. Mitsuba. Bộ 3 nha anh em, Mitsuba. Indonesia. Xuống đây. Mấy cái bát này 21 đó mọi người. Vô số. Máy chân đang nổ nha nè. Trước đây. Đồng đẹp. Bình xăng này đậu lâu quá, có thời gian chỗ đậu lâu quá nó dọt nè. Lắp xăng. Không nằm nha. Để ghim.
cản rồi nè. Cản không có bị xước bị khờ hết.